mấy năm về trước là dân vẫn đánh cá ở đây mà, vẫn đánh cá, vẫn cá vẫn sống mà bây giờ cá không sống được nữa đâu. Từ khi cái trang trại này xây lên là không con gì sống được đâu. Màu nó đen xì luôn mà nó cứ nổi váng mang lên như này này. Phải nói sợ luôn. Cô ở đằng trong kia chứ không phải ngay đây là đã có mùi rồi, còn nếu mà cứ ra đến cái đồi cây đây là đã sặc sụa mùi rồi. Cái thứ nhất là cái môi trường, cái không khí ấy, nếu mà nắng bùng như này độ một tuần thì thôi rồi, nước ngoài này nó đen kít như là kiểu là than, nước nó than chảy ra và mùi hôi thối tanh hôi nó bốc lên. Cái thứ hai nữa là nặng nề về cánh đồng ruộng đấy, cánh đồng lúa vừa rồi ấy, là cái vụ vừa rồi đây, hai cái vụ trước thì là dân không biết là cứ cho nước vào đấy, thế nhưng mà vụ vừa rồi đây là dân là cấy và lúc dưỡng là chỉ cho có một lần thôi. Còn đâu thì là sau này là hạn thì hạn mà khô thì khô, chứ không có dám cho nước vào nữa. Lý do là nước vào thì sẽ bị hỏng như hai vụ trước, mất thể mà hơn chục hết A cơ. Thay mặt bà con của nhân dân xóm An Thịnh, tha thiết các cấp chính quyền vào cuộc để xử lý làm theo cho đúng cái tiêu chuẩn của cái môi trường mà khi chăn nuôi mà đảm bảo được nước trong nước sạch thì mới cho ra dòng chảy được, chứ tránh tình trạng là xả trực tiếp xuống cái dòng chảy và làm rất là ô nhiễm môi trường của hai xóm.